chuyện tình thập kỷ của Gino Tống, Kim Chi ngọt ngào đến mức được fan lập cả pet đều ủng hộ. Nhắc đến những cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội, khán giả sẽ nhớ ngay đến Gino Tống, Tống Phạm Minh Khánh và Kim Chi. Bộ đôi này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, tài năng nghệ thuật mà còn có chuyện tình gần một thập kỷ vô cùng ngọt ngào. Nổi lên từ sau series phim Các Ba gây sốt mạng xã hội một thời, Gino Tống được khen ngợi là đa tài khi vừa đảm nhận vai trò đạo diễn lẫn diễn viên. Thậm chí, kinh phí khởi nghiệp ít ỏi lần đôi lúc anh còn kiêm luôn biên kịch, dựng phim, thu âm và làm hiệu ứng để hoàn thành dự án. Và không ngờ, series Học Đường này thành công ngoài mong đợi, ẵm luôn giải phim ngắn nhiều tập có nhiều lượt xem nhất cho YouTube bình chọn, giúp anh thành lập công ty giải trí, theo đuổi đam mê nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong khi đó, Kim Chi cũng là một diễn viên, hot girl có tiếng trong giới trẻ. Năm 2016, cả hai công khai hẹn hò và luôn đồng hành cùng nhau từ tình yêu, công việc cho tới cuộc sống. Chuyện tình của họ ngọt ngào và khiến người hâm mộ thích thú tới độ lập cả fanpage để ủng hộ. Chia sẻ về chuyện tình yêu, nam đạo diễn cho biết, chúng mình không tỏ tình gì hết. Theo mình, chuyện này tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Bọn mình đều cho rằng tỏ tình là điều mà một người đang theo đuổi một người nên làm, sau đó chuyển sang giai đoạn cưa cẩm. Gino với Chi hơi khác, chỉ cần nhìn vào mắt người kia là biết họ đang đổ mình dữ lắm rồi, cần gì phải tỏ tình nữa chứ. Quan tâm nhau giết rồi thôi, hai đứa nói giờ quen luôn, rất nhanh gọn phải không nào. Kể về ấn tượng ban đầu với nửa kia, Gino cho biết Kim Chi có vẻ ngoài tiểu thư nhưng luôn biết cách quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong ekip. Chính vì vậy, anh đã say nắng cô ngay từ lần đầu hợp tác. Còn với Kim Chi, cô mê Gino Tống bởi anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc lại vô cùng ấm áp, chủ động, biết quan tâm và tinh tế. Khoảng một năm sau khi làm việc chung, họ bắt đầu tìm hiểu và bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Sau 7 năm bên nhau, Gino Tống và Kim Chi quyết định về chung một nhà, cặp đôi khoe bộ hình cưới ngọt ngào. Được biết, hồi cuối tháng 3 vừa qua, gia đình hai bên đã gặp gỡ, làm lễ dạm ngõ và bàn chuyện kết hôn của cặp đôi. Trên trang cá nhân, họ rất chăm chỉ đăng tải hình ảnh chuẩn bị đám cưới. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa tiết lộ ngày trọng đại cụ thể. Cả hai dự định, ngày trọng đại cuộc đời sẽ mời đông đủ dàn diễn viên phim Cấp 3 đình đám một thời hội ngộ. Đây cũng chính là cơ duyên đã giúp Gino Tống và Kim Chi nên duyên và có cái kết viên mãn. Nhìn bộ hình cưới của cặp đôi này, nhiều người sẽ phải ngưỡng mộ vì chuyện tình phim giả tình thật. Cả cô dâu lẫn chú rể đều có ngoại hình đẹp, tài năng nổi bật. Chưa dừng lại ở đó, nhiều khán giả cho rằng cặp trai tài gái sắc này có nét phu thê, hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách, vốn là những người yêu cái đẹp, nên Gino Tống và Kim Chi rất đầu tư trong khoản chụp hình cưới. Cặp đôi đầu tư nhiều concept, bối cảnh, trang phục khác nhau. Cả hai mới chỉ nhá hàng vài tấm trên kênh Top Top nhưng đã thu về cả triệu lượt xem. Nhiều khán giả cảm thấy hào hức, mong chờ ngày về chung một nhà của cặp đôi này. Sau thành công của series phim Học Đường, Gino Tống khá kín tiếng. Anh chủ yếu đăng tải lên trang cá nhân những khoảnh khắc ngọt ngào bên Kim Chi. Ngoài làm đạo diễn sản xuất nội dung mạng xã hội thì anh và bà xã tương lai còn cùng nhau kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp. Có thể nói, chuyện tình của Gino Tống và Kim Chi thực sự đáng ngưỡng mộ. Không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều khán giả mà bộ đôi này còn nhận được chúc phúc của fan khi về chung một nhà.